Xin chào mọi người, thì hôm nay thì mình vào cái nick của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng Skull nhá. Đầu tiên thì mình vào thấy phần thưởng quá trời đồ luôn. Lâu rồi mình không vào chơi cái nick này. Nick này thì hiện tại đang bị mất hết ngọc. Đã bị một anh chàng đẹp trai nào đó vào và xóa hết trang ngọc của mình. Đây, mình sẽ vào trang ngọc của mình cho mọi người cùng xem. Wow, tuyệt vời, 1000 luôn. Đấy, trang ngọc, ba trang ngọc rất là tỉnh. Không có trang ngọc nào có gì hết. Hôm nay thì mình sẽ chơi về, mình không bỏ ngọc vào luôn, kệ nó. Mình sẽ chơi về vị tướng Skull nhá. À, vị tướng Skull đây, cái nick của mình này. Tướng này rất là nhiều luôn. Còn nạp 20 ngàn vào được tặng anh chàng lứa bố đẹp trai khoai to vãi. Thì đây, mình sẽ chơi. Ủa, cái con dép phi đây mình không mua mà tự nhiên nó có ở trong đấy. Mình không biết đâu có luôn. Mình sẽ chơi về Skull. Skull mà chép bảng ngọc. Ok, đánh hạng, đánh cao thủ nhá. Không bảng ngọc, ok. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho nó, mình không có ngọc mà. Mình sẽ lên cho nó mát giáp và máu luôn. 6 món của mình, 2, 4, 5 món máu của mình với một đôi giày. Đây, áo choàng thần da mình sẽ không món nào lên một món nào đam nhá. Đấy, lên giày hộ vệ luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó một cái món đây. Huyết giáp, hỗ trợ hoặc giết hạ đồng bọn của tên mình kia. Sẽ được hồi máu, 20% máu trong vòng 5 giây. Đây, huân chương choi. Rồi món thứ 5 thì mình sẽ lên cho nó, đó là cái món áo choàng băng giá. Có sát thương phép thôi chứ không có sát thương. Đây, món thứ 6 là dìu Hiora nhá. Rồi ok. Đấy, mọi người cũng biết trang ngọc của mình rồi đấy. Mình chấp ngọc luôn. Ôi, lúc ngày xưa lúc trước cái nick này nhiều sao lắm. Mà không chơi sao nó cứ trừ hết à. Chán thế không biết. Ok, mình cố gắng để mùa này nó lên được cao thủ. Mùa sau thì không biết nick này mình còn sử dụng được nữa không nữa. Không, mình không biết có xài được không. Hy vọng là mình có cày vài trận để lấy ngọc cấp 2. Mùa sau mình sẽ leo hạng. Skull đâu rồi? Đây, ok, Skull. Tuyệt vời. Mình sẽ cầm hồi máu nhá. Mình sẽ đi hỗ trợ luôn đi. Hồi máu luôn, cấp cứu luôn. Đấy. Đấy, theo mình hôm nay là chơi AD à? Ái thì chà. Nếu mà được thì mình sẽ đi hỗ trợ thôi. Vãi anh Hảo. Ê, có người nhận ra kìa. Ai vậy? Ai vậy? Ai nhận ra tôi thế? Hả? Lên tiếng nhanh. Em xui rồi. Hôm nay em gặp anh là em xui rồi. Tại vì anh không có bảng ngọc. Rất là tiếc. Quá là tiếc cho bạn ấy luôn. Chúc mừng bạn ấy đã thì mất đi được một sao. Gọi là khó khăn. Phải hay làm clip không hay giả mạo. Hay giả mạo á? Chắc bạn ấy đang nghi ngờ. Thôi mình sẽ im lặng và sẽ không nói gì thêm. Mình sẽ chiến đấu thôi. Đấy, mọi người thấy chưa? Cao thủ hết nha. Ôi trời, bên kia lại có gái nữa kìa. Lauria Butterfly. Tuyệt vời. Đấy là những cái tên gọi là làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Nói chung là sức mạnh nó sẽ tăng lên được rất là nhiều lần khi mà những cái tên nó được sướng lên. Ok. Hôm nay thì mình sẽ gặp Skull tên bên kia. Hero Moba Vina VN chứ. Không biết bạn ấy là tên hay cái kiểu gì đây. Tem bên mình thì có Violet. Bên kia thì họ không chơi AD. Họ chơi có cờ Red, Crack rồi Skull, Gidu. Anh sẽ trả ba con, ba và chung là ba vị tướng châu bò đấy. Tem bên mình thì có mô tốt với cả mình thôi. Mình thì lên sẽ full giáp, full ram luôn. Nói chung là mình sẽ bay vào mở combat mà không phải ngại bất cứ người nào. Nói chung là mình sẽ là kẻ cản đường duy nhất so với team mình. Không một món giáp, không một món đam. Chỉ có món thứ có áo choàng băng giá thôi. Ê, đi lên trên mình đi theo AD chứ. Nói chung là đi hỗ trợ thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đánh từ từ thôi nhá. Đánh thấp thôi tại vì mình không có ngọc quá. Đâm ra chắc chắn lúc đầu rất bị hành cho lòi mắt ra không nên đi chứ. Thôi bạn ơi, bạn Violet ơi, bạn đi đi bạn ơi, đừng có đứng đấy. Đứng đấy rừng nó sẽ không được lên cấp đâu. Mình sẽ đứng được một xíu thôi. Rồi đi. Đi đi bạn ơi, đừng có đứng đấy, đứng đấy làm gì. Ô, đứng đấy ăn kinh nghiệm của rừng thì chết rồi. Đấy. Đi ra đừng đứng đấy, thấy chưa, mình mới nói xong rừng nó nói liền, thấy không. Mình nói đâu có sai. Mình đi hỗ trợ thì mình bắn được nửa cây, mình đi thôi, mình đi, mình đừng có quay đầu lại. Quay đầu lại là sẽ được hưởng một chút kinh nghiệm đây.
nhưng mà sau này nó sẽ làm cho rừng mình bị thọt, vì thế nên sẽ rất là khó chơi. Ái chà chà, mới đầu thôi mà làm cái gì căng, trời ơi. Không có ngọc, không có ngọc, không có gì hết. Nói chung là đánh chay đấy, lên được mỗi bình máu thôi, không có đam, không có sát thương luôn. Ok, nó bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cái gì thì cũng phải bình tĩnh, không lên gấp gáp làm gì. Chú ý, nó lên, thằng mít nó lên. À, không phải, mít tem bạn lại đứng ở đấy dưới đây. Rồi, dừng tem bạn cũng ở đường dưới luôn. Đấm luôn nào, đấm không? Đấm đi, làm nhẹ một cái nào, sợ anh em mình giao lưu tí đi anh em ơi. Ôi, đứng lại anh em ơi, đứng lại đánh nhau đi. Làm nhẹ cái thôi, bình tĩnh. Cái gì thế, what the hell? Trời ơi, chán thế, phải đấy mình tính giao lưu chút xíu thôi, 2-2 thôi. Nó kêu em gái nó lên, nó cho một cái nằm sấp mặt luôn, vãi hàng thật chứ. Tiếc thế, không biết. Mình biết là mình yếu rồi, mình thủ rồi đấy, nhưng mà phát đấy mình thấy dừng tem bạn ở đường giữa cơ, không ngờ lại chạy lên nhanh đến vậy luôn. Chắc là tem bên kia nó cố tình nó dụ mình đấy. Này thì hổ báo này, ui đấm hụt nữa chứ. Đấm hụt nhưng mà bạn cũng phải lên bảng đếm số. Bạn chạy đi đâu hả? Bạn chạy đi đâu? Ái chà chà, chạy đi đâu? Quê lửa ơi, 3 giây nữa, cố lên bạn ơi. Mình tới với bạn đây. Này thì hổ báo này. Thôi chết. Vậy là tem mình đã chết khá là ít. Tem mình mới chết có 5 mạng thôi. Mình thì giết được một mạng đầu tiên dành cho tem mình mất rồi. Bình tĩnh lại. Phải thật hết sức bình tĩnh. Rồi AD tem mình 0-2 luôn chứ. AD tem mình yếu quá. Bình tĩnh con nào bạn ơi. Bình tĩnh nha bạn. Bạn Mỹ Kim à. Ok, bây giờ mình phải đánh cẩn thận lại thôi. Nói chung là bây giờ là ôm trụ thôi. Ai chết thì cứ chết, mình sẽ không gọi là hổ báo nữa. Không hổ báo nữa. Đánh từ từ thôi. Đấy, chấm dứt rồi đấy, hay quá. Mít tem mình đã chấm dứt được tem bạn một mạng rồi. Nào, bây giờ dừng tem bạn đâu rồi? Dừng mình lên canh đi bạn ơi. Kìa nó kìa. Quê đều ơi, bắn xa thế em. Trời ơi, đi về. Úi giời, cậu đứng đấy nó bắn cậu chết đấy. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Mình nói rồi mà, nó quay ra nó đánh cho. Bây giờ nó biết trong nó có người rồi mà. Vẫn chóa được luôn, cứ bình tĩnh. Giờ mình mới có cấp 4 thôi. AD cấp 5 à. Này, ulti. Úi giời, hai người ulti nhau chán thế. Máu mình lại ít hơn đấy chứ. Buồn ghê luôn đấy. Hay quá, butterfly tên bên bạn. Ghê vậy. Rồi xong, chết thêm một mạng nữa luôn. Làm sao mà sống được. Đó, 28. Yeah, come on. Trời ơi, 0-2. Và một khi đã chết thì tem mình, nói chung là chat hơi bị ít, chửi nhau hơi bị nhiều luôn đấy chứ. Chat gì. Đánh luôn bạn ơi. Chả ra đây nào. Trời ơi, mạnh mẽ lên nào. Chàng trai yếu đuối thế. Nào ra đây. Yếu đuối này. Đấm cho một cái này. Yếu hết yếu đuối luôn. Quay, bình tĩnh, người ta cấp 6 rồi đấy. Cứ từ từ, mình nói chung là không nên gấp gáp làm gì. Cố gắng thủ trụ pha một xíu đi. Đấy, ok. Tập trung đánh rồng này anh em. Con rồng nó khá là quan trọng mà khi với cái tem nó bị thọt như tem mình đấy. Cứ bình tĩnh, đây. Thấy butterfly rồi nha. Ui sợi, cấp 8 thôi, mình cấp 5 mà. Chênh lệch nhau ít quá à. Có 3 năm, 3 cấp chi nhiêu. Ăn thua gì. Đánh tuốt. Mình sẽ lên đôi giày cho nó đi nhanh một tí nào. Pha đó tao cướp dòng mà chạy. Thôi chịu thôi, mình không biết mấy thanh niên này nói cái gì, mình cũng bó tay rồi. Đấy, tem mình đang đông này anh em ơi. Combat nào, ăn dòng đi. Thôi mình sẽ không ăn dòng mà mình sẽ ra đây mình quấy phá đội hình đối phương. Nào. Này, ra đây làm gì? Ra đây làm cái gì? Rồi ulti. Đấm butterfly luôn, đấm luôn bạn ơi. Bạn gì đây? Cố lên nào, ui giời ơi, hay quá, Nagros cho mình giết bạn đi bạn ơi. Nào, đúng rồi. Đâm. Hồi hụt rồi, nhưng mà không sao. Này, hổ báo hay quá. Đấy, tuyệt vời, tem mình đã giết được 2 mạng tem bên kia trong lúc con rồng luôn. Và bây giờ là con rồng đã là của mình rồi. Wow, tuyệt vời quá. Cố lên, ăn rồng đi, mình sẽ lên giúp bạn coi. Đâm, hay quá.
Trời ơi, xem nữa đấm trúng rồi, đấm trúng là chết luôn rồi đấy. Tiếc cho bạn đi ghê, bạn ấy chạy. Ôi, băng chủ luôn hả? Mấy anh chàng đẹp trai lì quá vậy, lì quá vậy. Bạn lì thì mình cũng lì thôi, có gì đâu. Nói chung là chúng mình cùng lì. Cái gì? Ái chà chà. Một tốt chạy đi bạn ơi. Bạn chạy đi bạn chạy kịp không? Mình tới cứu bạn đây. Bạn chạy đi bạn ơi. Này, ui sợ ơi, tiếc thế. Trời ơi, không cứu được một tốt em mình rồi. Tôi nghĩ cho bạn ấy ghê luôn á. Rồi, mỗi người chia một đường. À, bạn dí mình à? Úi giời ơi, giờ ba người làm cái gì nhau? Dí kịp không? Hay quá, Chrissy thì mình chơi hay đấy. Bạn ấy nói biết là biết cover tốt. Đây. Ok, thì mình... Đây, bút tay vào lại, ngon, chuối, một mạng. Mình đã giết được hai mạng luôn rồi. Nào, cố lên, bình tĩnh. Này, một đấm phát chết luôn. Trời ơi, thánh phòng là ở đây. Đấm phát chết luôn. Phê, quá phê luôn. Không ngờ chung là phòng tôm này lợi hại như vậy luôn. Đấm phát chết luôn. À, mình cũng nói thêm nhá. À, vị tướng Skull này thì sắp bị nép sức mạnh rồi. Ai mà có thì cố gắng chơi nhiều một chút. Sau này đến khi nó nép sức mạnh thì nó sẽ yếu đi đấy. Chiêu 1 nó phải vận nội công mới xài được cơ. Bây giờ thì xài luôn chứ sau này phải vận nội công cơ, phải không ta? Đúng rồi đấy, mình có đọc sơ thôi. Không biết khi nào thì mới bị nép sức mạnh đây. Nào, ra đây. Ôi giời ơi, hồi nãy mạnh mẽ lắm mà. Ôi, mấy anh lính đẹp trai đừng có đánh chủ nha, đánh tớ này. Bây giờ thì team mình đã lấy lại được một chút gọi là lợi thế rồi đấy. Mặc dù vẫn chưa bằng được tiền, vẫn chưa bằng được mạng, nhưng mà chả phải ngờ sợ ai. Nào, úi giời ơi, nào, làm gì? Chạy đi đâu? Này, chạy đi đâu, nào, chạy đi đâu, ulti này. Về liều ơi. Thôi, mình tha cho bạn đấy. Bạn ấy tí nữa mình bị hất tung ngoài đằng sau rồi. Tiếc ghê luôn. Bành áo ulti một cái, nó lướt về đằng trước một cái, thế là mình hất tung nó về đằng trước luôn. Đấy, lại chết. Chuối. Úi giời ơi, đứng lại con nào. Em yêu à, anh tới với em đây. Chán thế, không biết nữa. Em gái đấy lại không thương mình thế nào hết. Mày đẹp trai phong độ thế này cơ mà. Gái nó chả bu gì hết trơn. Chán. Chắc hôm sau phải chơi mấy vị tướng nào yếu. Gái nó mới bu. Thấy mẹ lực lưỡng quá, nó thấy nó sợ mất tiêu luôn. Đấy. Không lẽ mình phải đeo cái kính vào giống thư sinh. Cảm giác nó yếu đuối. Gái nó mới theo. Đúng không? Ok, ăn con rồng luôn. Này, mọi người cứ ăn rồng đi. Mọi việc con Butterfly cứ để cho mình lo. Hồi máu lên cho mọi người đây. Ui giời ơi, mô tốt, anh đẹp trai quá. Rồi, double top luôn. Wow, tuyệt vời quá, đi chơi. Nào, ui giời ơi, làm gì đây? Ulti gì xíu máu vậy, thím ơi. Ai chả, này, chả, mít thêm bạn này. Mít thêm bạn này. Wow, trời, mít thêm bạn mạnh chứ vậy. Ui, đừng. Trời ơi, thấy gái lao tới. Ai ngờ, gái nó đánh cho. Rồi, mít thêm bạn lại ảo tưởng sức mạnh nữa rồi. Tại vì pha đấy con Naurie này nó ulti á, ở trong cái vòng ulti nó được hồi chiêu liên tục luôn. Nó xài liên tục luôn. Vì thế nên chết. Một pha này nói chung là thấy gái mà mắt sáng lên. Không biết bạn ấy có khúc nào để cho con mắt của vị tướng Skull này nó lòi ra không biết nữa. Làm cho chết. Well, không hai mày óc. Thôi. Mấy bạn chửi nhau kinh quá à. Mình chả biết nó làm sao luôn ấy. Đánh từ từ thôi. Chắc là trận này là do mình lỗi mình ấy. Tại vì mình không có bảng ngọc mà mình dám vào đánh xếp hạng. Thế nó mới máu. Đánh là phải chấp ngọc luôn. Đấy, hiện tại thì mình vẫn giết được 5, chết 3 và hỗ trợ 5 luôn rồi. Cũng chả thua kém ai. Này. Quê lê ơi, hụt. Ôi giời ơi, bóp ra đồng đội rồi. Mình đã bóp Chrissy chết luôn. Á, à, chạy chạy này thì chạy này. Úi giời ơi. Nó ulti, nó có tầm. Nó được xài hồi tiêu liên tục. Úi giời. Bạn ấy, các bạn không Violet em mình sao không biết nữa. Bạn đánh kém quá. Thật sự luôn. Đánh Violet như thế thì vào đây sẽ bị ăn hành. Ghê lắm luôn ấy. Tại vì Violet hiện tại bây giờ người ta không chơi AD nữa. Đánh mà không giữ tầm được là chỉ có chết thôi. Đấy, giống như mình này phải né chiêu ảo diệu như thế. Nó mới gọi là thánh phòng được. Thánh phòng là phải phòng luôn. Nào, phòng luôn này. Rồi, em mô tốt em mình tới rồi. Hay quá, bạn chặt luôn bạn ơi. Chặt. Ui giời ơi, đấy, một phát em phải lên bảng điểm số ngay. Quê liều ơi, thôi, tôi biết lỗi rồi, xin lỗi mà. Một pha em booster em lao vào quá ghê gớm. Chết luôn, hay quá, chết sức cuốn tem bạn luôn. Ôi,
Ôi ơi, mít tên mình mà có tốc biến phát đó là giết được Butterfly tên bên kia rồi. Nhưng mà Butterfly đi nhanh quá, đi qua được cái vòng đi qua được cái chiêu mồi của con Kishi tên mình. Quê đời ơi, mình hiện tại đang tranh nhất tem luôn kìa. Kinh thế. Mặc dù tiền ít nhưng mà mình giết mạng nhiều nhất tem luôn đây. Đấy, mọi người thấy chưa, không có ngọc mình vẫn có thể chơi bình thường thôi, cũng chả làm sao cả. Nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là lúc đầu trận ấy. Nhưng mà đến cuối trận thì nó sẽ cũng như ai ơi thôi, chả thua kém gì mấy. Cứ ai mà bố láo bố lếu là đấm luôn, chả phải sợ ai hết. Đấy, đâu rồi, đây đây, tem bạn này. Tem bạn hình như thích đi lẹ. Đây, gái, lao vào gái liền. Đấy, đấm mà đấm gái thôi, không đấm ai hết. Đừng có làm thế. Này, gái này. Vâng, và em ấy lao vào mình một cách gọi là chết không kịp ngáp. Quê lều ô đông thế. Đấy, mọi người thấy Skull trâu chưa? Ba người tem bên kia đánh khô máu luôn. Mà mãi mình mới chết. Cố lên nào, mít ơi. Bạn ơi, hay quá, mít tem mình hay quá. Nói chung là đam rất là to. Cố lên bạn ơi, giết nó luôn. Hay quá, vậy là chết, vừa chết hết ba người luôn. Đấy, hiện tại tem mình thì lại thất thế rồi. Và sau Violet tem mình lại... Mình chả biết sao luôn, bây giờ bạn chạy thẳng vào trong cái này, bạn đứng này xem nó kéo được không. Sau này bạn phải chạy cái đằng đấy thì còn lượn lên lượn xuống làm gì, nó cứ quăng đại thì bạn cũng nên chạy vào chứ. Chán là đây ghê luôn. Bây giờ thôi đấy, mình chạy thì mình chạy thẳng vào trong cái trụ luôn. Chạy sát vào bức tường đấy, ai mà nó kéo được. Làm gì nó đủ tầm mà nó kéo mình. Tại sao bạn lại phải chạy qua bên này rồi bạn lượn lên lượn xuống, nó đấm trò cái. Nó lấy cái móc, nó móc cái đầu lại, sao là thế là chết thôi. Quá bình thường. Tiếc cho bạn ghê luôn pha đấy, bạn cứ chạy thẳng thôi, cần gì phải lượn nó qua lượn lại làm gì. Đấy, mình lên được huân chương cho rồi. Nói thật luôn, với những món đồ như thế này bây giờ là mình có thể cân hết. Vâng, mà cân hết mà không biết cân ai đây không biết nữa. Mình cân hết con lính này luôn đấy. Đấm con lính cả nửa ngày không chết, cân được ai đây trời. Này này, ăn Baron đúng không? Ăn King Kong đúng không? Ăn King Kong đúng không? Này thì ăn King Kong này. Cái gì? Mình chỉ đánh gái thôi bạn ơi. Đấm này, mặc dù đánh không có sát thương nhưng mà cứ phải chơi thôi, không có phải ngại. Thì chả đứng cản đường hả ông thím. Quay, tem mình hay quá. Này, gái ơi, đứng lại cho mình nhẹ cái thôi. Đó, ok. Vậy là giết được rồi. Ủa, King Kong ai ăn rồi? Vậy là tem bên kia ăn King Kong mà chết hết 4 rồi kìa. Ghê vậy. Quên rồi mọi người ơi. Trời ơi, ăn King Kong mà chết hết rồi làm gì? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên mà mình sẽ băng trụ cho mọi người ăn cái trụ này. Ulti. Chả, căng thế, bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Ôi trời ơi, mình quách tỉnh ở đây mà. Nagaroth thì mình hổ báo thế. Hổ báo thì đấm luôn. Bạn mà hổ báo thì không nghe tới không có sợ đâu. Chết là chết chùm đúng không? Quay, đừng có chết chùm chứ. Bách chơi thôi mà, làm thiệt chứ. Khổ ghê luôn ấy. Mình chỉ nói giỡn thôi mà, làm cái gì đâu căng. Ai mà chết chùm bây giờ. Vãi. Đấy. Mình sẽ ăn cái con này, lấy máu. Trời, đấm con này đến bao giờ mới chết đây. Chả có miếng sát thương nào hết. Này, đánh hoài, đánh mãi thôi. Không có đam rồi, bảng ngọc không có đam rồi. Trang bị mình cũng không lên trang bị sát thương luôn. Mình lên mát giáp rồi mà. Nói chung là trận này phải, nói chung là lao thẳng vào đội hình đối phương mà mình quẩy thôi. Đây, úi giời, chuối, úi giời, đơm thơm. Nguyên, ngon quá, tuyệt vời, Butterfly tem bạn phải bốc hơi rồi. Vâng, tuyệt vời. Đây là cơ hội nghìn vàng cho tem mình. Đánh luôn bạn ơi, tem bên kia đi quá lẻ luôn rồi. Hay quá, đấm luôn. Đằng sau nè, Nakarot ơi. Ủa mà cái chu trên mất rồi. Đánh luôn, đúng rồi. Cái chu mất rồi thì mình ngại cái gì nữa. Ok, mình đã hạ gục được rồi. Hay quá. Trời ơi, tuyệt vời. Bây giờ băng chu luôn này. Đánh chu nè. Hỏi Violet với cả Nakarot theo mình làm gì đấy. Mình cũng không hiểu Nakarot với cả Violet rồi. Chrissy theo mình làm gì luôn. Đánh chu lên này. Trời ơi, mình tăng cho. Giờ có bảo ba cái chu bắn không thấm. Rồi ok. Ui giời, một trận đấu mà cầm Skull không có ngọc vẫn gánh tem. Chắc chắn mình được MVP luôn rồi, tại vì mình xanh nhất tem mà đấy. Yeah, come on. Anh Hảo 22, ok. Vậy là một trận đấu không có trang ngọc của mình đã thành công xuất sắc. Nhờ có những tem mình hỗ trợ rất nhiều.
Thôi mình cũng xin dừng clip ấy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này nhá. Mình best hỗ trợ luôn. Best gọi là chịu đòn luôn chứ. Rồi bye bye mọi người. Hẹn mà gặp lại mọi người trong clip sau nhá. Mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé.